đấy chú cắt tóc cho cho ba ông cháu xong rồi đấy ba ông cháu ưng hoàng phúc không ưng ừ, luôn ưng ừ, luôn cả quần áo dây ừ, dép của nhà chú ông cháu các ông cháu múc ưng không qua ừ, ưng thế luôn thế bây giờ ông cháu từ bánh đậu xanh rồng vàng lên đây đúng không đúng rồi chú bây giờ có yêu cầu đi chơi đâu không ừ, chơi luôn chứ thì ừ, chơi nào? luôn nha thì chưa biết đường phố hà nội đúng không chưa con cháu mới lên, cháu mới lên chú sẽ đâu? dẫn ba ông cháu đi chơi nhá hết thế đêm nay luôn. luôn nhưng mà có tiền đi không chú không bao được Mày đâu vì 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 nhiều đâu đâu, cháu xem nào. À được 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 được, vị đâu mà? À được 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 được. được Ê bao cả chú luôn nhá. Thế okay, bây giờ okay. thì à, bốn chú cháu mình bây giờ là trước hết là chú cháu mình lên uh, hồ Gươm ngắm đi thăm cụ rùa phát ăn nhá. Yeah. Yeah. Xong rồi chú cháu mình đi ăn uh, ghẹ Trần Duy Hưng yeah. nhá đặc sản nghệ trần dương ngon chỉ đấy chỉ có chú nhá chú giới thiệu ra mới được rẻ thôi nhưng mà chú thế... ơi to không ngon không đã có nghệ ngon đi ừ, chú ấy. bao ừ. giờ cũng được ưu tiên giá rẻ các ông cháu chưa ra ăn nghệ trần dương xong ra nghệ ăn nghệ tô ngọc vân nhá chú bao giờ ví dụ 5 lốp một con nghệ thì chú chỉ được mất hai trăm rưỡi thôi thế bây giờ là bốn chú cháu mình đi luôn nhỉ ờ ừ, thì đi đi, đi, đi. Đi, đi đi luôn đi, đi còn gì nữa mang cả máy điện thoại đi luôn nhỉ ở đây đây có gì vợ chú mà hỏi thì bảo là chú đi ra có việc cả mấy ông cháu này nhá cô bí nhá đừng bảo chú đi ăn ghẹ nhá ok luôn yeah. à.